Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án, kiểm sát. Theo chương trình, hôm nay, ngày 20 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn tại phiên họp thứ 21 về các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và lĩnh vực kiểm sát. Trong lĩnh vực tòa án, nhóm vấn đề chất vấn gồm giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án, công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ, việc triển khai thi hành nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến. Trách nhiệm trả lời chính thuộc Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các bộ, Công an, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Trong lĩnh vực kiểm sát, nhóm vấn đề chất vấn gồm giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, tăng cường chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, hành chính, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành kiểm sát, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của kiểm sát viên và các công chức của ngành kiểm sát, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, tăng cường rà soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền. Trách nhiệm trả lời chính thuộc Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các bộ, Công an, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.